could be us. So back to what I was saying. Could be us. Đệ nhất mỹ nữ U60 khiến netizen sốc trước cuộc sống độc thân đắt giá hàng nghìn tỷ. Quan Chi Lâm tự nhận gia đình chỉ có hai thành viên sống cùng duy nhất là hai con chó, tận hưởng cuộc sống độc thân đắt giá bậc nhất trong căn nhà lên tới nghìn tỷ đồng. Mới đây, người đẹp Quan Chi Lâm đã đăng một đoạn video về cuộc sống thường ngày của mình lên mạng xã hội, khiến thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Có thể nhận thấy Quan Chi Lâm trong video dù đã bước vào tuổi 58, nhưng vẫn vô cùng trẻ trung khi mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản. Người đẹp giới thiệu hai thành viên quan trọng trong gia đình là hai chú chó đáng yêu giống Shiba. Quan Chi Lâm còn hài hước tiết lộ rằng cô và hai thành viên này đã quen biết và sống chung với nhau được 5-6 năm. Những chú chó này rất khôn nhưng cũng rất nghịch ngợm, chúng thường xuyên hay cắn xếp của người đẹp. Đoạn clip ngắn đã khiến các fan hâm mộ tỏ ra thích thú và ngưỡng mộ, hiếm có ngôi sao nào sắp bước vào ngưỡng cửa 60 mà vẫn xinh đẹp, giữ được thần thái như Quan Chi Lâm. Khán giả vẫn luôn yêu thích người đẹp và tiếc nuối cho mối tình giữa cô và Lưu Đức Hoa, một cặp đôi khá đẹp nhưng không thể đến với nhau. Một số cư dân mạng khen ngợi Quan Chi Lâm thẳng thừng cho rằng cô là đệ nhất mỹ nữ Hồng Kông. Quan Chi Lâm là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở Hồng Kông, không chỉ sở hữu một gương mặt cuốn hút ăn tiền, người đẹp còn được khán giả yêu thích bởi khả năng diễn xuất tốt. Vai diễn xì 13 trong Hoàng Phi Hồng và Nhầm Doanh Doanh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Ngoài ra, còn có lần hợp tác chung với Lưu Đức Hoa trong Làm Huyết Nhân, đều là những vai diễn khiến khán giả yêu thích. Người đẹp cũng có khá nhiều lần lọt vào danh sách tham dự giải thưởng điện ảnh Hồng Kông, giải Kim Tưởng. Hình ảnh của người đẹp trở thành biểu tượng nhan sắc và tài năng được khán giả công nhận. Người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ cuộc sống của mình trên các nền tảng xã hội. Cô cũng trổ tài nấu nướng chế độ ăn rất đơn giản, chủ yếu là cà rốt, táo và tôm. Cô cũng rất nhiệt tình chia sẻ bí quyết dưỡng da, cho rằng muốn đẹp thì phải ăn uống lành mạnh, đặc biệt tôn sùng chế độ eat clean. Đoạn clip quay về hai thành viên duy nhất trong gia đình của Quan Chi Lâm cũng đã vô tình làm lộ thông tin về căn biệt thự của người đẹp. Được biết căn biệt thự rộng hơn 300m² này trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ, tương đương gần nghìn tỷ đồng. Xung quanh được bao bọc bởi núi sông, phong cảnh tuyệt sắc. Thật đáng tiếc một căn nhà rộng như vậy lại chỉ có duy nhất người đẹp cùng hai chú chó cưng sống chung. Tới nay Quan Chi Lâm vẫn là người phụ nữ độc thân đắt giá. Mặc dù cuộc sống không có tình yêu đồng hành, nhưng Quan Chi Lâm tỏ ra khá lạc quan về tình trạng hiện tại của mình. Cô kiến tạo cho bản thân một lối sống đẹp và lành mạnh. Khán giả hy vọng người đẹp sẽ giữ được phong độ tốt và mong đợi những tác phẩm khác của cô trong tương lai.